Hello, chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhá. Thì clip hôm nay mình lại tiếp tục hay solo squad thôi. Vẫn là khu quân sự. Đây, một team 4 này. Ui, sau lưng thêm hai team nữa hay sao ấy. Thì vào đây mình tìm súng nha. Giáp 2. Trời ơi, mình cần súng cơ. Lục này là làm ăn cái gì đây? Cần một cái súng. Úi dồi ôi, DMR. À, SKS với lại SLR này. À, có bạn hạ xịn. Hay là trận này bắn luôn combo này nhỉ? Ơ, một tên này. Trước mặt này. Nhảy sau à bạn, đi đâu? Trời ơi, bạn hơi đen rồi, game mới nhá. Ôi, bò làm cái gì? Không chết à? Lì thật sự anh ạ. Cố làm cái gì không biết nữa. Mỗi một tên này thôi à? Ui, ông nó đã chưa gì đã bắn Valegan rồi kìa. Ông nội nào sao hên đấy, vừa đáp đã có Valegan rồi. Ui, mài tư này. Từ từ, bên ngoài có con boss à? Liếm mạng luôn. Chắc là trận này bắn luôn combo DMR đi anh em ạ. Trận này sẽ cầm combo sniper tiếp, nhưng mà sẽ là combo đoạn 7 nha. Rồi, SKS và SLR. Bây giờ công qua bên kia đi. Trời ơi, hai team đang công nhau kìa. Trên cái tháp kia có một tên hay sao kìa. Mình mới thấy nó ngó cái đầu ra. Công dần kìa, hai team đang còn công nhau. Còn bắn với lại gun. Mà mấy ông này bắn sớm đấy. Bắn sớm như này thì mình nghĩ là ra xe bọc thép rồi. Vừa đáp nó còn chưa đến thời gian vòng bo thu mà các bạn bắn với gan luôn là sẽ ra xe bọc thép nha. Phải đợi khi nào mà nó hiện ra cái vòng bo đã thì mới bắn, trong bo thì mới có thính được. Rồi bây giờ mình sẽ ốp quả bom lên trên tầng 3 cái nhà trời này này, công lên luôn. Trời ơi, nốc luôn anh em ạ, bom là IQ luôn. Thêm quả nữa này. Hình như là có mỗi một tên thôi. Có mỗi một tên thì mình để dành bom, lên mình gạt tên này mình lấy đồ đã. Đây này, bạn hơi đen rồi. À, chính ông này bắn vào đại gan đây. Có giáp 3 vẫn đang còn mới nhá. Tuyệt vời luôn. Ở đây này, tiếng chất ngay trong xưởng này, chắc là đồng đội ông này luôn đấy. Chỗ này lắm xác đây. Chỗ này bốn cái xác luôn. Vừa gọi là liên hoa sát thịt. Đây, mình sẽ ốp quả bom vào ngay cửa này. Mình nghe không nhầm thì tên này nó kê ngay cửa luôn. Ui, quả bom. Quả bom hơi cao rồi, nó bị bật ra ngoài anh em ạ, tiếc thật sự. Rồi. Ốp smoke này. Có xe máy công vào này. Đây đúng không? Đi đâu đây bạn ơi? Ôi, ông này lao vào chỗ mình như kiểu chỗ không người ấy nhỉ. Rồi, bây giờ smoke che cửa rồi, mình sẽ lên xe mình công qua. Tí nữa mình lại mình lút đồ với ông này sau nhá. Đẩy vào luôn. Rồi. Đâu rồi bạn ơi? Còn núp trong này không? Không có à? Có sát đằng kia kìa. Ôi đục. Cái gì đây? Ui vãi nồi thật. Chơi vậy ai chơi bạn thôi. Ui mình còn châm máu luôn này. Đùa chứ cũng may sao mà mình nhận được cái giáp 3 ngay trên cái xác với ông trên lầu đằng kia. Chứ quả đấy mà mình vẫn đeo giáp 1 hay giáp 2 là mình toang rồi. Đúng là hên anh em ạ. Trong cái rồi lại cũng có cái hên. Thề đau tim thật sự luôn. Ngồi im trong góc vậy thì ai độ các bạn được. Mày thế. Mày mà tên này xây gì cũng cũng hơi mù mắt của đấy. Mình cũng công phượng tốt đây. Mình công lên xong rồi mình né, mình lùi ngược về như vậy. Để xem xác ông này nào. Ui giáp 3 đang mới này, ngon đấy. Để từ từ nha, mình lên trên nóc ông. Cái xác ông lúc nãy mình nhớ là ông này có một cái mũ 2 mà như là vẫn đang còn mới sao ấy, đâu nhỉ? Ôi mũ 2 hơn một nửa rồi, nhưng mà mũ 2 hơn một nửa thì nó vẫn ngon hơn là mũ 1 nha mọi người. Rồi bây giờ lấy con xe bọc thép công qua bên chỗ nhà C này. Nãy có một team 4 chỗ nhà C nữa cơ. Mình công dần qua, mình tìm người mình bắn nhau luôn. Đấy, vừa mới nhắc xong barrel vừa clear một team kìa. Vừa clear luôn hai team Philippines đang bắn nhau ấy. Vẫn đang nóc, vậy là vẫn chưa clear. Mình đẩy dần qua. Ngay xe ngoài luôn hay sao ấy. Ui. Căng vậy. Tầng 2 à? Ui trước mặt này. Hai tên luôn. Trời ơi mình táp cái gì vậy, nó mắc cái thùng. Đây này. Rồi nóc một ông này, ốp bom luôn. Còn tên nữa. Kéo đi, đúng rồi kéo đi. Kéo đi rồi làm game mới cả hai luôn nhá. Trời ơi. Clear rồi sao ấy? Chuẩn luôn clear rồi anh em ạ.
Trời ơi, ui bao nhiêu cái hòm này. Chỗ này hai team nữa này, 4-5 cái hòm lận. Flare gun còn chưa bắn này. Cũng kiểu phần thưởng cho người vừa clear khu quân sự luôn. Rồi xem nào, súng gì đây. Ui, MK này anh em, hay là mình bắn MK thay cho SLR đi. Trận này mình vẫn sử dụng MK nhưng mà để chế độ single thôi chứ không để auto nhá. Ô, trời ơi cái checkpad của mình nó bị rớt. Đâu rồi? Thôi xong rồi, nó bị kẹt trong hòm thính rồi. Có mỗi cái checkpad thôi mà nó bị kẹt rồi anh em ạ. Mình lại không còn bom nữa chứ. Đẹp thật sự. Đây, mình sẽ để con xe phụ ở đây. Khi nào mà bị kẹp thì đang còn có đường rút lui chứ. Vậy bây giờ lên xe ngồi đợi này. Đợi xem coi có tí nào qua cầu không. Đứng trong này thì như kiểu đứng trong cái lô cốt rồi. Ôi, có xe luôn này. Đây rồi, có một con xe chuẩn bị qua cầu anh em ơi. Đây, mình xuống mình bắt luôn. Ấy à, công phượng này, đảo này, đảo này. Đảo này. Rồi, nốc một, trời ơi, còn hai ông nữa. Rồi, nốc tiếp. Ui, hết đạn. À, tên này, làm gì đây, ngó ra nhìn mình này. Sợ. Chạy đi đâu đây bạn ơi. Rồi, clear luôn, ba ông. Cơ cũng may mà cái đấy mình nốc được cái ông tài xế đấy, đâm ra xe mới dừng lại. Cái đấy nốc được, không nốc được ông tài xế thì chạy mất rồi đấy. Ôi, có xe sau lưng. Ui, vãi nồi. Tên nào đây? Nhìn mình này. Ui, ông này có ốp anh em ạ. Trời ơi, từ từ nhà hồi máu đã. Vãi cả trần, tên này đâu ra nó lại có ốp, nó lại qua bên này, nó lại cam cầu ngược về mình chứ. Có ốp này hơi căng này. Phải lắc. Nhìn này, một đầu. Đấy, hụt rồi bạn ơi, một đầu rồi. Ơ, một người nữa mà vẫn không nốc kìa. Rồi bây giờ thì nóc này nằm đi đâu. Mỗi một tên thôi ra đây cam cầu mình à. Vẫn đang nóc. Không biết đồng đội ông này đâu. Cứ gạt trước đi. Bỏ đi đâu. Thanh niên vẫn đang còn cố gắng vậy là núp sau xe. Khổ thật sự. Đồng đội đâu mà lại đi lẻ một mình qua đây. Như này là không được. Ui, có thuyền này. Có thuyền ngay dưới chân mình luôn. Một tên à. À, đồng đội với lại ông kia luôn. Trời ơi, sao lại có một tên đi thuyền, một tên đi xe sau lưng mình nhỉ? Khó hiểu thế. Ui, xe kìa. Có hai xe luôn. Trời ơi, lại có mối rồi anh em ơi. Đứng đây lại, lại hai xe này, tên này. Rồi, nốc này. Rồi, nốc tiếp này. Công đi mọi người ơi. Đấy, MK bắn sướng như vậy chứ. Cứ một đồng người là phải nốc. Bỏ đi đâu. Mà con xe này công hơi chậm nhỉ. Còn một tên thì phải. À, sờ mốc à. Chưa cứu đúng không? Đây rồi. Rồi bắn làm gì bạn ơi? Bắn đi. Bắn á, đến lớp mình này. Rồi, vẫn nốc à? Nó cứu lớp một rồi sao ấy? Ui, nó ốp bom hay nó ốp sờ mốc đấy. Đây này. Thanh niên lom khom này vẫn nốc, vậy là team này đủ 4 nha. Gạt đi. Như còn một tên trong sờ mốc hay sao ấy nhở? Bỏ đi đâu. Ô, clear kìa. À đâu. Mình mới final kill thôi, vẫn đang còn một ông nữa. Mà hình như là lúc nãy mình nhìn thấy trên hai con xe này có mỗi ba người thôi. Một xe đi một người và một xe đi hai người thì phải. Nãy mình nhìn không nhầm là như vậy. Thế chắc ông cuối đâu rồi. À, có 6x luôn này. Trời ơi, bao nhiêu xác như này, giàu thật sự luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ đi đi về cầu cam tiếp anh em ạ. Trận này làm ăn được đấy. Nãy giờ là cam cũng phải được đâu, phải 3 team rồi. Bao nhiêu mạng chỗ này rồi. Ôi, hồi thấy mở rồi, có team nó cam cầu. Nó có mỗi một tên thôi à. Làm cái gì đấy bạn ơi. Trời ơi, cái con bọc thép nó đè như này thì làm sao mà đỡ được. Hình như ông này là bạn của với lại ba ông đằng kia thì phải. Chắc là bố này bơi vào đây hay sao ấy. Hay là mình đi vào bo nhỉ, chắc là không còn team nào nữa hay sao ấy. Ôi, à đây, vẫn đang còn xe, trời ơi. Một tên à. Ôi, đảo tốt thế. Trời ơi. Ui, một đầu nữa kìa. Trời ơi, ông này yếu cực kỳ luôn. Một đầu với lại một người rồi. Mình công bo, mình công bộ luôn đi, đỡ phải đẩy xe. Đẩy xe nó hơi lâu.
Có mỗi một tên thôi mà. Một tên thì mình đẩy bộ được, ông này phải hồi máu. Ấy à, ui nằm này. Làm cái gì đây, skill nằm à? Ui, yếu cực kỳ yếu luôn. Rồi, bây giờ sẽ là thời khắc quyết định. Rồi, chết luôn, còn mỗi một tên. Giáp 3, giáp 3 mình bị hư hết rồi. Rồi, bây giờ mình lên xe, mình đi vào bo luôn. Chỗ này vẫn đang trong bo anh em ạ. Trận này có lẽ như là bo sẽ thu ngay chỗ về cầu này rồi. Ui, có tiếng bắp cải bên trái này. Đứng đây mình bắt luôn. Đây rồi, gốc cây nhá, thấy rồi nhá. Núp này cũng MK. Để auto mình thấy dọa vậy thôi. Thực ra là trận này chỉ để single bắn thôi. Ui. Vãi nổi hai tên bên này nữa. Kia kìa, một tên băng qua đường trống kìa. Trời ơi, ba bên MK rồi anh em ạ, một viên nữa thôi là nốc. Tên này sớm mốc tính vào bò à? Vào làm sao được, mình đứng lên mình trận bò trước đã. Cứ từ, đứng lên trận bò team này trước là tí nữa mình vào bò sau. Núp ngay sau gốc cây rồi, bây giờ nốc được cái tên gốc cây này thì đẹp nhở. Đứng lên nó bắn được hai ba hướng nó kẹp mình. Đấy. Ê, khó chịu thế nhở. Ba tên nó định mở cánh nó kẹp mình rồi. Hai viên MK chưa? Cho quả bom này. Đậu xanh tên kia cũng MK à? Team này ở đâu ăn sao nhiều tính này? Đây này. Một đầu này. Ui. Có ốp luôn kìa. Từ từ mình phải nấp được cái tên này. Mẹ không được rồi, nó núp được sau xe rồi. Đây thấy cái tên cầm ốp này. Nhìn này. Ui. Vãi trời cái gì đây? Em sai rồi, cầm MK đấu với ốp là sai rồi mọi người ạ.